Hello mọi người. Bây giờ thì mình đang còn làm thay cháu câu lại giữa mọi người. Mình đang khỏe nó đó. Mà thay lại giữa tự nhiên. Mọi người bây giờ giáo cô đang còn cắt củ nắng. Để tí mình sẽ làm hạt lựu. Cắt nãy giờ còn cũng khá khá. Góc làm việc của anh ấy. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, bây giờ hai vợ chồng mình đang ở trong thang máy với rất là nhiều đồ. Những cái đồ này để mà mình ngày mai mình bán tre mọi người. Thì mình giờ mình về nhà chị gái mình ở Tampere để ngày mai đi bán ở trường học. Giờ hai vợ chồng sẽ đi cái đồ này mang theo. Cái nữa là phải lạnh nhá. Thì trong này là có nước cốt dừa mình phải làm, mình làm sẵn này rồi. Để cái này là để đồ đứng xe mọi người. Giờ dắt cô sẽ đi ra lấy ô tô, xong rồi trở lại đây thì mình sẽ vác đồ lên xe xong rồi đi. Nhiều lắm luôn à. Mời. Ở đây có cái tạp dê với là cái mũ để mà mình đối á mọi người. Làm bữa nay là đôi vào để cho tóc nó bảo vệ, nó không có bị rơi vào đồ ăn. Đây là hộp đựng tre này đó. Ngày mai mình đã chuẩn bị từng này là 50 phân mọi người. Không biết ngày mai lúc mà đổ vào trong lý thì không biết có đủ 50 phân hay không. Giờ ngoài trời đang còn mưa này. Mưa mấy hôm qua và hôm nay đổ lại là mưa. Mưa như vậy thì kiểu trời ẩm lên thì mưa mọi người. Xong tuyết thì dân tán. Nhìn cái chỗ này thật là ghê luôn. Mưa nhậm nháp. Ok. Giờ vừa sẽ để này. Giờ để đồ vào xe mọi người. Được trúng ngay trời mưa. Hai bịch. Mình sẽ là cầm bịch nhỏ này thôi. Dạ. Đấy. Wow. Ngày mai là hai chị em mình sẽ bán ở trường cấp 3 quốc ba quốc trường cấp 3 quốc tế ở Tampere mọi người. Chị mình sẽ làm trái dâu, còn mình thì là làm trái thái sầu riêng. Giờ thì lên xe đi thôi. Wow, mọi người ơi, mọi người thấy bên đường không? Cái đó là nước chảy xuống xong đống đá thành trên vịnh những cái vách núi á, những cái vách đá nhìn rất là đẹp luôn á. Wow, rất là nhiều màu, có xanh kiểu xanh ngọc bích này kia. Giờ thì trời vẫn âm u nhưng mà đã tạnh mưa một chút rồi mọi người. Giờ còn mưa rất là nhỏ li ti. Chắc là cầm một tiếng nữa thì sẽ tới Tampere mọi người ạ. Từ nhà mình đến Tampere nếu chạy thời tiết mà như thế này thì khoảng tầm là 1 tiếng 50 phút mọi người. Giờ mấy chị em sẽ đang lên đá trường mọi người để bạn. Để thay trái dâu ở giữa. Mặc áo dài.
Mọi người mời chị em đã đến nơi rồi, đây có rất là nhiều người bạn luôn nè. Có mới vào là thấy rất là nhiều người, mà thấy người ta cũng có nhiều đồ ăn. Giờ mấy chị em sẽ set up cái bàn này, Vietnam food. Ở đây có một cái hàng rất là nhiều bánh luôn mọi người. Nhìn rất là đẹp. Mọi người, giờ họ về hết rồi. Hai chị em bạn hết tại do con rất là nhiều trẻ tại đi ế. Đây, giờ người ta đã về lúc này rất là đông luôn. Mà giờ người ta về hết rồi, gần hết rồi. Thôi chắc tầm nửa tiếng. Nói chung 3 giờ là sự kiện này kết thúc, giờ là 2 giờ 35 phút rồi mọi người. Ngồi đáng 10 tiếng ạ. Mọi người xem bữa nay là mọi người biết bên nào đâu. Mình đã về nhà rồi mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị ăn một ly sầu riêng. Thì bạn là con dư 9 phần mọi người. Mình làm cũng là nhiều á. Xong rồi con dư 9 phần. Lúc này mình mới đi giao. Đi giao ở Hervanta về. Bạn ở trường cũng một số lượng rồi. Xong rồi mình giao cho khách ở Hervanta. Giờ thì mình ăn. Chị gái mình ra đi sinh nhật. Sinh nhật bà lại Hervanta rồi mọi người. Giờ hai vợ chồng ở nhà thôi. Xong rồi xem xem Netflix, xem phim. Ok, giờ mình sẽ ăn cái này, nhìn ngon lắm nè.